Các học sinh mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập. Bài 59, rút gọn phân số tiết 2. Trong video hôm nay, các em sang bài tập số 3. Câu E, phân số nào trong các phân số 1 phần 5, 7 phần 6, 9 phần 19, 16 phần 32 là phân số tối giản? Các em biết là phân số tối giản là phân số chúng ta không thể rút gọn được nữa. Cụ thể phân số 1 phần 5 là phân số mà chúng ta không thể rút gọn được nữa. Phân số 7 phần 6 và phân số 9 phần 19 là những phân số mà chúng ta không thể rút gọn được nữa. Vậy các phân số tối giản là 1 phần 5, 7 phần 6, 9 phần 19. Đây là những phân số mà chúng ta không thể rút gọn được nữa. Ta gọi các phân số này là phân số tối giản. Riêng phân số 16 phần 32, vì 16 và 32 là số chẵn, cho nên 16 và 32 cùng chia hết cho 2. Do đó phân số 16 phần 32 chúng ta vẫn còn có thể rút gọn được. Như vậy phân số 16 phần 32 là phân số chưa tối giản. Câu B. Hãy viết 3 phân số tối giản, 3 phân số chưa tối giản, rút gọn các phân số chưa tối giản vừa viết. Rồi, chúng ta ví dụ 3 phân số tối giản là 3 phần 4, 1 phần 2, 1 phần 6. Thì 3 phân số này là 3 phân số mà chúng ta không thể rút gọn được nữa. Ta nói 3 phân số này là 3 phân số tối giản. Rồi tiếp theo, chúng ta có thể viết 3 phân số chưa tối giản. Ví dụ như 4 phần 8, 7 phần 14, 5 phần 25. Rút gọn các phân số chưa tối giản vừa viết, tức là các em rút gọn các phân số này. Trước hết là các em rút gọn phân số 4 phần 8. Các em nhận xét xem là 4 và 8 cùng chia hết cho số nào? À, cùng chia hết cho 4, đúng không? 4 chia 4 bằng 1, 8 chia 4 bằng 2. Phân số 1 phần 2 chúng ta không thể rút gọn được nữa. Ta nói phân số 1 phần 2 là phân số tối giản. Tương tự 7 phần 14. 7 và 14 cùng chia hết cho mấy? À, cùng chia hết cho 7. 7 chia 7 bằng 1. 14 chia 7 bằng 2. 5 phần 25 cùng chia hết cho mấy? À, cùng chia hết cho 5, đúng không? 5 chia 5 bằng 1. 25 chia 5 bằng 5. Rồi các em không thích thì các em lấy ví dụ các phân số chưa tối giản khác, sau đó các em rút gọn. Bài tập số 4, quan sát cách tính của Hiếu và Thảo khi rút gọn phân số 12 phần 18, rồi viết nhận xét. Cách làm của Hiếu. Trước hết là Hiếu chia cả tử số và mẫu số của phân số 12 phần 18 cho 2, thì được phân số 6 phần 9. Sau đó chia cả tử số và mẫu số cho 3, thì được phân số 2 phần 3. Như vậy Hiếu làm 2 bước để rút gọn phân số 12 phần 18. Cách làm của Thảo là chia luôn cho 6. 12 chia 6 bằng 2, 18 chia 6 bằng 3. Cách làm của Thảo chỉ mất một bước thôi. Cách làm của Hiếu này. Trước hết là Hiếu chia cả tử số và mẫu số cho 2. 12 chia 2 bằng 6,
18 chia 2 bằng 9. 6 phần 9 là phân số chưa tối giản. Vì vậy Hiếu tiếp tục rút gọn phân số này bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho 3. 6 chia 3 bằng 2, 9 chia 3 bằng 3. Vậy 12 phần 18 bằng 2 phần 3. Cách làm của Thảo, thay vì làm hai bước như Hiếu, lần thứ nhất chia cho 2, lần thứ hai chia cho 3, thì Thảo lấy 2 nhân 3 bằng 6. Thảo lấy 2 nhân 3 bằng 6. Và Thảo chia cả tử số và mẫu số của phân số này cho 6. 12 chia 6 bằng 2. 18 chia 6 bằng 3. Vậy 12 phần 18 bằng 2 phần 3. Thảo chỉ làm một bước thôi. Rồi qua đây chúng ta có nhận xét là cách làm của Hiếu mất 2 bước. Cách làm của Thảo ngắn gọn hơn, chỉ mất một bước thôi. Cách làm của Hiếu dễ hơn, bởi vì đầu tiên Hiếu chia cho 2, sau đó là Hiếu chia tiếp cho 3. Cách làm này dễ hơn. Còn cách làm của Thảo bắt buộc là các em phải nhẩm nhanh 12 và 18 cùng chia hết cho 6. Các em phải nhẩm được 12 và 18 cùng chia hết cho 6. Từ đó chúng ta chia cả tử số và mẫu số cho 6. Nhận xét, cách làm của hai bạn đều đúng. Cách làm của Hiếu dễ hơn nhưng dài dòng. Cách làm của Thảo khó hơn nhưng ngắn gọn. Câu B, rút gọn phân số 30 phần 60 về dạng phân số tối giản, sử dụng cách làm của Hiếu hoặc của Thảo. 30 phần 60. Các em rút gọn bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho mấy? Muốn biết chia cho mấy thì trước hết là các em nên rút gọn trước ra giấy nháp theo cách làm của Hiếu. Trước hết là các em chia cả tử số và mẫu số cho, các em cứ chia cho 2. Chia cho 2 không được thì các em chia cho 3. Được chưa? Chia cho 2, 30 chia 2 bằng 15, 60 chia 2 bằng 30. Tiếp tục, các em chia cả tử số và mẫu số cho 3. 15 chia 3 bằng 5, 30 chia 3 bằng 10. 5 phần 10 là phân số chưa tối giản. Như vậy các em tiếp tục rút gọn bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho mấy? Cho 2 được không? Cho 2 không được. Cho 3 được không? Không được. Cho 4 được không? Không được. Cho 5 được không? 5 chia 5 bằng 1, 10 chia 5 bằng 2. Phân số 1 phần 2 là phân số tối giản rồi. Như vậy 30 phần 60 ta rút gọn được phân số 1 phần 2. Thay vì làm 3 bước như thế này, theo cách làm của Hiếu, thì chúng ta phải làm 3 bước. Nếu theo cách làm của Thảo, thì các em sẽ lấy 2 này, nhân 3 nhân 5. Lần thứ nhất chia cho 2, lần thứ hai chia cho 3, lần thứ ba chia cho 5. Thì các em lấy 2 nhân 3 nhân 5 bằng 30. Như vậy các em chỉ cần chia một lần cho 30 thôi. Các em chỉ cần chia một lần cho 30 thôi. 30 chia 30 bằng 1. 60 chia 30 bằng 2. Vậy 30 phần 60 bằng 1 phần 2. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Một bài ôn tập có tất cả 16 câu hỏi. Bạn Gia Hân trả lời đúng 12 câu. A. Hỏi bạn Gia Hân trả lời đúng được bao nhiêu phần số câu hỏi của bài tập? Số câu hỏi bạn Gia Hân trả lời đúng chiếm số phần của cả bài tập là? Cả bài có tất cả là 16 câu mà trả lời đúng 12 câu. Như vậy bạn Gia Hân đã trả lời đúng 12 chia 16 bằng 12 phần 16 số câu hỏi. Câu B, rút gọn phân số ở câu E về dạng phân số tối giản. Tức là các em rút gọn phân số 12 phần 16 về dạng phân số tối giản. Bằng cách là các em chia cả tử số và mẫu số cho mấy?
À, cho 4. 12 chia 4 bằng 3. 16 chia 4 bằng 4. Phân số 3 phần 4 là phân số tối giản rồi. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.